nhỏ có diện tích khoảng hơn 5 hectare. Hải đăng Kê Gà là ngọn hải đăng được đánh giá là cổ xưa nhất Đông Nam Á và có thân tháp vào loại cao nhất ở Việt Nam với chiều cao hơn 41 mét. Hải đăng Kê Gà ngày nay đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai thích khám phá thiên nhiên, tìm hiểu về lịch sử hàng hải Việt Nam cũng như lịch sử địa phương nơi đây. Từ bờ biển đến đảo Kê Gà, nơi đặt ngọn hải đăng chỉ mất vài phút ngồi thuyền. Nước chúng ta đi vào thời điểm thủy triều xuống, bãi đá lộ ra nối từ đất liền đến đảo thì hoàn toàn có thể đi bộ sang đến đảo. Trên đảo Kê Gà, đập vào mắt chúng ta đầu tiên trước khi lên ngọn hải đăng là một vạc sứ trắng đã sống hơn 100 tuổi. Đây được xem là bảo vật quý giá của đảo. Đến mùa, hoa nở trắng xóa, hương thơm nức lòng. Những gốc sứ u sừng như phụ trợ cho vẻ đẹp của đảo đá. Cô Trần Thị Hải năm nay đã 72 tuổi. Dù tuổi tác có cao, nhưng cô vẫn cố gắng leo đến tận chân hải đăng này. Lần đầu tiên cô được đến Bình Thuận và lần đầu tiên cô cũng được lên cái gọn hải đăng này. Cô thấy người Bình Thuận chân thành, thật thà và rất quý khách, đáng quý. Tuy là trời nắng gió nhiều nhưng mà người Bình Thuận cũng như là nắng gió của biển, rất là đậm đà mặn nhưng mà rất là quý mến các người. Ở đâu cũng được tiếp đón rất là quý mến. Qua khỏi vạc sứ cổ 100 tuổi, du khách sẽ bước lên các bậc cấp đến với ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á. Ngọn hải đăng này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp, ông Navas. Được xây dựng từ năm 1897 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 1899. Kể ra đến nay, ngọn hải đăng này cũng đã hơn 124 năm tuổi. Và nó được xây dựng hoàn toàn từ vật liệu đá hoa cương mang từ Pháp đến Việt Nam. Về cấu trúc của ngọn hải đăng, hải đăng Kê Gà được thiết kế với hình bát giác, thân tháp cao khoảng 41 mét, còn nếu tính từ mặt biển lên đỉnh thì khoảng 65 mét, tương đương với một tòa nhà 12 tầng. Kích thước mỗi cạnh của ngọn hải đăng này rộng khoảng 3 mét, phần đỉnh rộng 2,5 mét, bề dày của bức tường từ chân đến độ cao 6 mét là 1,6 mét, và càng lên cao thì độ dày của tường sẽ giảm xuống từ 1,5 đến 1 mét. Để lên đến đỉnh hải đăng Kê Gà, bạn cần vượt qua 183 bậc thang được làm từ vật liệu thép rất chắc chắn. Cầu thang xoắn ốc tạo hình cực kỳ bắt mắt. Lên đến đỉnh, ta có thể thỏa thích phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cả hòn đảo. Trên đỉnh ngọn hải đăng là một bóng đèn lớn với công suất 2000W, có bán kính quét sáng rộng lớn lên đến 22 hải lý, tương đương với khoảng 40 km. Vì vậy mà ban đêm, tàu thuyền có thể trông thấy ngọn hải đăng để định vị trí của mình. Còn ban ngày thì có thể hoàn toàn dùng mắt thường để quan sát thấy thân tháp của ngọn hải đăng bằng đá granite xám. Khi trải qua nhiều năm thì có nhiều cái
thay đổi của ấy, nhưng mà bên ngành hàng hải vẫn cố gắng bảo trì, giữ lại những cái nét đặc trưng của công trình. Hàng ngày, Hòn Hải Đăng vẫn đón nhiều đoàn khách cả trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Có người lần đầu tiên đến với đảo Kê Gà, có người đã đến nhiều lần. Và ai cũng mong được trở lại để thỏa thích đắm mình trong hơi thở trong lành nơi đây. Ở đây là thứ nhất nghe quảng cáo là đây cũng đẹp lắm. Thực ra chỉ có tâm ghé tới. Nói chung là trên YouTube và phần đó, các bạn đi về đó. Trong người ca ngợi thì thấy cũng dễ thương, phong cảnh ở đây cũng đẹp. Lên đến Hải Đăng, ai cũng tranh thủ lựa cho mình những góc chụp ảnh thật ưng ý. Mà mọi người cũng không cần chọn lựa kỹ, vì bất cứ góc chụp nào trên đảo nơi ngọn Hải Đăng tọa lạc đều rất đẹp và tựa như là rất riêng dành cho mỗi người lựa chọn. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Tôi mới nghe hướng dẫn viên trong xe đó có nói qua về cái lịch sử của cái mũi cây gà này. Nhưng mà khi lên đây thì thật là thú vị. Dạ, rất là thú vị, thích lắm. Nó có những hòn đá rất là lạ. Dạ, những hòn đá nó chưa thấy ở chỗ khác. Những hòn đá nó được chia ra, nó tẻ làm như là cái ai chặt ai vẽ nó lên, ai cưa nó lại đẽo nó vậy đó, rất là hay. Hòn đảo vẫn rạng rỡ cho dù vào mùa gió bấc, với sự chăm chút tỉ mẩn của những cán bộ nhân viên ngành hàng hải đóng tại đảo. Nhiều người phải ở lại đảo vài tháng trời mới về phép một lần. Nhưng dường như họ đã tìm được lời giải cho công việc của mình khi công tác tại đây. Hòn đảo Kê Gà mang trong mình nhiều sự tích đẹp, từ tên gọi cho đến cảnh quan và lịch sử. Những giá trị đó như tô điểm thêm và nâng giá trị cho vùng đất vốn là làng chài nhỏ bé đến nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn du khách gần xa đến chiêm ngưỡng và khám phá. Vẫn còn nhiều nội dung hay mà trong chương trình này chúng tôi chưa thể nói hết. Điều đó đang cần được khám phá bởi những người thích tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên và những giá trị lịch sử địa phương. Chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không chọn Hải Đăng Kê Gà là một trong những điểm đến cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ thú vị các bạn nhỉ?